Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Montague Rốt 1862 18621936, hiệu trưởng Đại học Hoàng gia ở Cambridge, là một học giả nổi tiếng về thời Trung Cổ. Ông cũng là nhà khảo cổ và là một chuyên gia về các tác phẩm ngụy tác kinh thánh. M. R. Dêm cũng là tác giả của những tập truyện ma kinh điển nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng nhất trong văn học viết bằng tiếng Anh. Về những truyện ma, M.R. James viết chừng 40 truyện, trong đó có nhiều truyện chưa hoàn chỉnh và in trong các tập như Những truyện ma của một nhà khảo cổ, 1904, Thêm truyện ma nữa, 1911, Một con ma gầy và những kẻ khác, 1919, Cảnh cáo cho kẻ tò mò, 1925 và Tuyển tập truyện ma của M.R. James, 1931. Trong số đó có những truyện rất nổi tiếng như quản các chữ runes và còi ơi, ta sẽ đến với mi, chú bé của ta. Dền cũng viết các truyện thần tiên cho trẻ em, như cuốn năm cái bình, 1922, M.R. James sinh tại Gudonson sông ở Ken năm 1862, địa phận mà cha của ông làm phó giám mục. Từ khi còn nhỏ tuổi, Dền đã có thiên hướng mê thích sách vở và thường miệt mài nghiền ngẫm những tập sách cổ trên giá thư viện hơn là chơi đùa với những lũ trẻ khác khi lên 6, dêm ống nặng vì bị viêm phế quản và, trong khi dưỡng bệnh, cậu đã mong ước được xem cuốn Kinh Thánh Thế Kỷ 17 bằng tiếng Đức của một người bạn cha cậu, Giám Mục Trinh. Cuốn sách đã được gửi đến cho cậu và cậu, như được kể lại, đã nhõm dậy trên giường bệnh, say mê lật dở hết trang này đến trang khác mặc dù là một học giả rất lớn của thời bấy giờ, song hiện nay chính nhờ những chuyện ma mà M, R, James được nhớ đến nhiều nhất. M.R. James được đánh giá là cha đẻ của các thể loại truyện ma hiện đại, ngay cả những tên tuổi lừng lẫy như Di, Sheridan, Lifanu hay L.P. Hartley cũng phải xếp đằng sau. Đã có hẳn những tạp chí như Ghost Scholar Magazine, tạp chí ma và học giả, chuyên đăng truyện và khuyến khích các học giả nghiên cứu về những tác phẩm của M.R. James. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.